Đến với quần thể du lịch quốc gia Hồ Ba Bể, du khách không chỉ được ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt sắc mà còn được trải nghiệm cuộc sống của bà con nơi đây trong những căn nhà sàn truyền thống và cùng thưởng thức các món ăn đặc sản của người dân bản địa. Khách du lịch đến đây có thể lưu trú trong những ngôi nhà sàn đậm sắc màu văn hóa bản địa, rất đặc trưng của đồng bào dân tộc Tây. Hiện nay, ở bản Bắc Ngòi có trên 70 ngôi nhà sàn phục vụ khách du lịch đến với Hồ Ba Bể. Trong không gian tĩnh lặng của núi rừng, những ngôi nhà sàn của người dân bản Bắc Ngòi ẩn mình trong sương khói bảng lảng, tạo ra một khung cảnh thơ mộng. Ở Bắc Ngòi, ngoài sự trải nghiệm nét sinh hoạt truyền thống trong những căn nhà sàn, du khách còn được thưởng thức các món ăn đặc sản do chính bàn tay của người dân nơi đây chế biến như cá suối, gà đồi, rau rừng, tôm nuôi từ Hồ Ba Bể, giúp du khách có những trải nghiệm không thể nào quên. Dưới ánh lửa bập bùng như gắn kết mọi người lại với nhau, những cô gái dân tộc Tây đã hòa âm cùng ánh sáng trong những vũ điệu then quen thuộc. Hòa cùng những điệu then quen thuộc thì múa sạp cũng là một trong những nét văn hóa đặc trưng của người dân tộc Tây. Tạo hóa không chỉ ban tặng cho Hồ Ba Bể vẻ đẹp thơ mộng, căng tràn sức sống như thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì, mà còn mang đến cho con người nơi đây một tầng sinh thái động thực vật phong phú. Người dân sống ở ven hồ đã sớm tận dụng trí thức bản địa để chế tác các sản vật tự nhiên mà chỉ thuộc về riêng nơi này. Sự thanh bình, nguyên sơ của cảnh sắc Hồ Ba Bể như một dải lụa màu xanh mềm mại, làm nên để những người dân ở đây với vốn tri thức bản địa vẽ lên đó những sắc màu lung linh của cuộc sống.